Có thể thấy rằng mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã qua, nhưng những gì nó để lại thì đầy ám ảnh đối với nhiều người. Với những người dân sống dọc các ngôi làng ven sông Ba của tỉnh Phú Yên, thì những tổn thất đợt lũ này gây ra lớn hơn. Chỉ sau khi cơn lũ ấy, họ đã mất đi nhiều thứ, thậm chí là mất người thân của mình. 9 người chết, nhiều ngôi làng trở nên sơ xác vì lũ dữ. Và làng Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là một trong những nơi như vậy. Đợt lũ này tôi thấy tôi ám ảnh, tôi sợ lắm. Tôi sợ lũ tới là nghỉ không kịp, là chết liền, không có gì hết. Thì nhà đây nó sập xuống là cái cửa đây nó bung ra hết, coi như phá không được hay. Coi như nó bung ra, coi như nó trâu đồ hết, nó ngã tôi đang là trâu đi tao đó. Còn cái nào mà nó còn lại, nó chìm mà là coi như nó nằm, còn nằm đây. Nước à, có cho nước mà vô nứa nhà tao kịp dây. Vai kịp giờ nứa rồi, ướt hết, nó ướt hết. Lũ nhanh quá mà đâu kịp dọn không kịp. Đây sách vở rồi đây rách ướt hết bảy nhẹt luôn, không có con gì hết. Nhà cửa banh tàn hết luôn. Thì nhỏ cũng biết là lấy gì học nữa đây.